Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với học bài rubella ấy. Nhìn chung bệnh rubella, nếu giả sử mà chỉ đơn thuần là bệnh rubella mắc phải, tức là một người bình thường không có thai, hoặc tức là nam giới hoặc là phụ nữ không mang thai mà mắc bệnh rubella, thì bệnh này là một bệnh cực kỳ nhẹ nhàng, chẳng có gì để học ngã. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính chúng ta phải học bài này chính là do một đối tượng đặc trong đó đặc biệt là phụ nữ có thai mà mắc bệnh rubella, là một trong những vấn đề cực kỳ nan giải, làm cân nhắc một bên là hủy thai một bên là giữ thai đó, thì cũng cực kỳ khó bài này. Và anh chỉ nhấn mạnh vấn đề về tức là rubella ở phụ nữ có thai. Thôi, mạnh danh một số đặc điểm về đối với trong bốn mục tiêu này, thì hai mục tiêu quan trọng nhất là dịch tễ và rubella bẩm sinh. Thôi, đây là một trong những bệnh do virus gây ra, với tính chất đặc trưng nhất là phát ban sốt nhẹ, phát ban và nổi hạch là ba triệu chứng lâm sàng nổi trội nhất. Đối với những người nam hoặc là những phụ nữ mà không mang thai, nữ mà không mang thai thì cực kỳ nhẹ nhàng, có vấn đề gì để nói đó. Tuy nhiên, những đối tượng mang thai thì gây có thể cái gì tật cho thai nhi, hoặc trẻ sơ sinh, nên bệnh đó là lý do khiến chúng ta phải học bài hôm nay. Và một cái bệnh bệnh này ngoài có tên gọi là bệnh do virus rubella ra, thì nó còn có tên gọi cả là sởi đực hoặc là sởi lá ngành. Vì sao nó được gọi là sởi đực? Rồi, chính xác, bác sĩ mới được phát hiện câu trả lời chính xác luôn, đó là bệnh sởi này trước đây người ta nói giống như bệnh, tức là do tính chất ban của nó giống như ban sởi. Bệnh sởi là được phát hiện trước bệnh này, và bệnh này tương tự có tính chất phát ban giống như ban sởi vậy. Nhưng mà sau một thời gian thì có một bác sĩ người Đức, bác sĩ này nói là bệnh này có một số đặc điểm nó khác biệt của bệnh sởi, và do thầy của ông là người Đức nên bệnh này được gọi là bệnh sởi Đức, tức là tính chất phát ban từ từ như sởi vậy. Được chưa? Ngoài ra nó gọi là cái sợi bệnh sợi 3 ngày, vì thời gian tồn tại của ban trong rubella thường thường chỉ 3 ngày mà thôi. Rồi, ok, ban còn sau 3 ngày mà anh chưa kịp hỏi thì đã có người trả lời rồi. Về tặng những cái bệnh như cả, anh chỉ cần nhớ cho anh một vấn đề thôi, đó là hiện tại chúng ta chỉ tìm được một triệu duy nhất, tương tự như quay bị vậy, chúng ta chỉ có một triệu duy nhất nên chúng ta chỉ mắc bệnh một lần thôi, nên sẽ có miễn dịch vĩnh viễn. Trước khi có sự xuất hiện của vaccine thì bệnh này là một trong những bệnh phổ biến và có thể gây thành dịch. Tuy nhiên, từ khi ra đời, từ khi sự xuất hiện của vaccine thì bệnh này hầu như hiện tại rất là hiếm. Tất nhiên trên lâm sàng vẫn có gặp. Hiện tại thì từ khi ra trường đến giờ thì anh gặp khoảng 5-6 ca, tức là có việc phán chẩn đoán về dương tính đấy thì khoảng 5-6 ca thôi. Thì vaccine đầu tiên ra đời vào năm 1969 tại Hoa Kỳ. 10 năm sau thì châu Âu tìm ra vaccine. Và hiện tại thì vaccine rubella thường thường phối hợp trong bạn gọi là vaccine 3 trong 1, vừa phòng rubella ngoài nó còn chính sợ nó phải bị nữa. Thậm chí gần đây người ta còn phối hợp với thủy đậu gọi là vaccine 4 trong 1. Đối với Việt Nam thì bệnh này xuất hiện lần đầu tiên được báo cáo ghi nhận đầu tiên tại huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh năm 2008. Và đỉnh điểm của ở nước ta là năm 2011, cùng vì sự xuất hiện của bệnh này nên khoảng cuối năm 2010 đầu năm 2011 thì chính phủ nước ta bắt đầu đưa vaccine này vào chương trình tiêm chủng mở rộng rộng rãi. Đây là tình hình dịch tễ của Việt Nam từ khi phát hiện cho đến năm 2012. Hãy bệnh thể sẽ thấy là đầu tiên nó xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, tại thành phố Hồ Chí Minh nó năm 2008, sang năm 2009 thì nó nhiều hơn tí, 10 thì nhiều hơn nữa, và đạt đỉnh điểm năm 2011. Tuy nhiên thì sau đó một năm năm 2012 hầu như không còn bệnh nữa. Vì sao? Vì sao năm 2011 còn nặng đây như vậy, năm 2012 đến đổi gì cả nữa? Thôi, một bạn nói là vaccine chưa đủ, chưa đủ. Vaccine là lý do số 1. Chính xác. Anh đã nhận được câu trả lời mà anh mong muốn, nói là từ bạn Đăng Cẩm Nhung. Đăng Cẩm Nhung.
một trong những lý do mà khiến năm 2022 hầu như dịch không còn nữa, vì bắt đầu từ năm 2020, năm 2021 thì bắt đầu Việt Nam bắt đầu được vaccine và chương trình tiêm chủng, yeah. Đó là một lý do. Ngoài ra còn một lý do nữa đó là những năm trước bệnh, những đối tượng nguy cơ dễ bị bệnh thì đã bị bệnh hết rồi, mà những người nhóm nguy cơ bị bệnh đã bị bệnh thì sẽ có miễn dịch suốt đời. Nhưng sang năm 2022 thì những đối tượng nguy cơ thì đã có miễn dịch rồi, nên tỷ lệ mắc giảm rất là nhiều, yeah. Có nghĩa là đã bị bệnh và có miễn dịch rồi, nên những năm sau không còn mắc nữa. Rồi, bệnh này là một trong những bệnh có thời gian lấy là 10 ngày. Trong đó có 7 ngày trước khi phát ban và thêm 3 ngày trong thời gian ban tồn tại nữa. Tổng cộng là bệnh này thường lấy trong vòng 10 ngày, 7 ngày trước khi bạn phát ban và cộng 3 ngày phát ban. Tuy nhiên, bệnh này ngoài trừ đường lây truyền qua đường hô hấp thì nó còn một trong những đường cực kỳ quan trọng là từ mẹ sang con, và đặc biệt những chất thải mà của những đứa trẻ sơ sinh bị bệnh, tức là những đứa trẻ sơ sinh bị hội chứng rubella bẩm sinh á, thì những trong chất thải của nó, đặc biệt là chất thải liên quan đến đường tiết niệu và đường hô hấp, thì có nồng độ có virus rất là cao, và nó không chỉ lấy 10 ngày mà nó có thể kéo dài đến 2 năm. Thường là trẻ có hội chứng rubella bẩm sinh. Về lâm sàng thì chúng ta thực ra làm 3 nhóm, đó là hội chứng rubella mắc phải, tức là những đối tượng nam hoặc là nữ không có thai mà mắc bệnh rubella, được gọi là bệnh rubella mắc phải, được chưa? Nhiễm rubella bẩm sinh có nghĩa là những tổn thương cho thai nhi, tức là mẹ có thai và những rubella này từ mẹ truyền sang con và cái tổn thương cho thai nhi thì được gọi là nhiễm rubella bẩm sinh. Tiếp theo là hội chứng rubella bẩm sinh có nghĩa là những hậu quả của thai nhi, mà thai nhi đó được sinh ra đời trở thành trẻ sơ sinh mà có các tổn thương thì được gọi là hội chứng rubella bẩm sinh. Có nghĩa là hội chứng rubella bẩm sinh là những tổn thương của trẻ sơ sinh, còn nhiễm rubella bẩm sinh là những tổn thương của thai nhi, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt từng nhóm. Đầu tiên là rubella mắc phải thì nhìn chung là có lại rất là nhẹ nhàng, với ba triệu chứng chính là tổn cực kỳ nhẹ nhàng, thậm chí đỉnh số cán thì cũng 38 độ mà thôi, nổi ban và nổi hạch. Ban đối với bệnh nhân rubella thì nó nhìn chung nó nhẹ nhàng hơn so với ban thời. Thứ nhất là ban mọc thường xuất hiện đầu tiên ở đầu, sau đó nó lan ra toàn thân không theo một trình tự nhất định. Ban thường định riêng lẻ với nhau, dù của nó có sạc nhau nó cũng không chỉnh chung lại. Và điểm số 2 khác với sợi, và thêm một điểm số 3 khác với sợi là ban này, ban trong rubella sau khi biến mất trong vòng thứ 3 năm này nó không để lại vết thâm như ban sợi. Như vậy có 3 tính chất nó khác với ban sợi. Thứ nhất đó là mặc không theo trình tự, thứ hai đó là nó đứng riêng lẻ, cho nó đứng riêng lẻ, nó không chỉnh chung lại với nhau, và thứ ba là khi biến mất nó không để lại vết thâm. Đây là hạch, nhìn chung là hạch thường nổi từ vị trí khoảng sau cổ, vùng này, vùng phía sau này, từ vùng chậm xuống vùng cổ đây, đây sau vùng tái chậm cổ. Nhìn chung bệnh này rất là nhẹ nhàng, nói chung là nó có gì để học cả ấy. Một trong những vấn đề tiếp theo lâm sàng số 2 đó là nhiễm rubella bẩm sinh, tức là nhiễm rubella bẩm sinh có nghĩa là như anh nói lúc nãy đó, là mẹ có thai, mẹ nhiễm rubella và rubella từ mẹ truyền sang cho bào thai, và những tổn thương của bào thai thì được gọi là nhiễm rubella bẩm sinh. Vậy chúng ta phải chẩn đoán như thế nào? Thì chúng ta phải chứng minh được là có con virus trong bào thai bằng cách có thể xét nghiệm ngay nhau, có thể xét nghiệm dịch vôi, có thể xét nghiệm máu cuồng rô, tất nhiên như sau đây vẫn nhìn xét nghiệm phân nhập hết. Còn khảo sát những tổn thương thì một trong những biện pháp phù hợp nhất là siêu âm phát hiện một số dị tật, và có thể là liên quan đến ví dụ như đầu nhỏ, tim bẩm sinh hoặc là thai cầm hoặc kiểu chẳng hạn. Đó là nhiễm rubella bẩm sinh. Bây giờ sẽ là hội chứng rubella bẩm sinh. Hội chứng rubella bẩm sinh có nghĩa là những tổn thương ở trẻ sơ sinh, nghĩa có nghĩa là thai nhi
thì gọi là nhiễm rubella bản thân, mà trẻ sơ sinh thì gọi là hội chứng rubella bản thân. Và tức là hội chứng rubella bản thân chỉ là hậu quả của quá trình nhiễm rubella bản thân ở thời kỳ mang thai, vì mang thai thì để chẩn biểu hiện của nó sẽ có ba hình thức, là thoáng qua, lâu dài hoặc là biểu hiện buồn. Biểu hiện thoáng qua có nghĩa là trẻ sơ sinh sinh ra sẽ có một vài biểu hiện tổn thương như anh liệt kê trên slide. Tuy nhiên sau một thời gian thì những tổn thương này sẽ biến mất, và ban đầu sinh ra có, sau đó thì hết, thì được gọi là thoáng qua. Lâu dài có nghĩa là ban đầu sinh ra thì có những tổn thương này, và những tổn thương này sẽ theo đứa trẻ suốt cả đời. Nếu giờ thì chúng ta không có các biện pháp can thiệp, không điều trị thì nó sẽ bị sự điếc, thì đứa trẻ sẽ điếc cả đời. Và nếu như chúng ta có điều trị, có can thiệp, ví dụ như từ tiền bộ của tai mũi họng nhà, chúng ta có biện pháp gì đó để cải thiện điếc của bệnh nhân, nhưng nhà sử chúng ta không có can thiệp gì cả, thì chúng ta bệnh nhân sẽ cái điếc này sẽ lâu theo bệnh nhân cả đời. Ngoài ra có một câu thứ nữa, đó là gọi một biểu hiện nữa, gọi là biểu hiện buồn. Các bạn biểu hiện buồn là chị thế nào là hội chứng rubella bẩm sinh có biểu hiện buồn? Sinh viên anh đang hỏi sinh viên bạn là thế nào là hội chứng rubella bẩm sinh có biểu hiện buồn? Không phải bằng Thủy Hành, không phải. Không phải. Rồi, anh đã nhận được câu trả lời của tư bạn rồi, được rồi. Tư sớm nhất là bạn Trần Thị Tủ Thanh, Thanh Tủ với Tủ Thanh chứ đó. Câu trả lời chính xác đó là nó ngược lại được thoáng qua, có nghĩa là thoáng qua, có nghĩa là ban đầu sinh ra là có, sau đó nó biến mất. Thì bây giờ ngược lại được thoáng qua, có nghĩa là ban đầu sinh ra không có, nhưng mà sau một thời gian, có thể là một vài tháng, có thể là một vài năm, thì bệnh các biểu hiện mới xuất hiện. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần chẩn đoán. Chẩn đoán hội chứng rubella bẩm sinh gồm có lâm sàng và cận lâm sàng. Lâm sàng chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Nhóm A là nhóm những lâm sàng kinh điển của rubella, hội chứng rubella bẩm sinh, và nhóm B là nhóm biểu hiện hiếm thường ít gặp khác. Xét nghiệm tất cả các xét nghiệm có thể tìm được có virus này, có thể là cả nguyên cả thể phân lập virus PCR, tất cả các thứ có thể tìm được có virus. Về lâm sàng, nhóm A là nhóm kinh điển, gồm có ba tổn thương liên quan đến, tức là liên quan đến ba cơ quan chính, đó là mắt, tai và tim. Tim là những ba cơ quan kinh điển trong bệnh nhân rubella, mắt, tai và tim. Nếu bệnh nhân chỉ có một biểu hiện ở nhóm A hoặc là một biểu hiện ở nhóm B, tức là chỉ có một biểu hiện thôi, thì kết hợp với lâm sàng xét nghiệm âm tính thì đứa trẻ này được chẩn đoán là nghi ngờ hội chứng rubella bẩm sinh, được chưa? Giả sử mà đứa trẻ này cũng có xét nghiệm âm tính nhưng mà bây giờ nó có biểu hiện lâm sàng 2A hoặc 1A kết hợp với 1B thì sẽ được chẩn đoán đó là khả năng cao bị hồi chứng rubella bẩm sinh, được chưa? Còn giả sử bệnh nhân vừa có lâm sàng dương tính vừa có xét nghiệm dương tính thì chắc chắn là chẩn đoán xác định đâu, chẩn đoán xác định hồi chứng rubella bẩm sinh, được chưa? Còn giả sử ngược lại, một bệnh nhân không hoàn toàn không có lâm sàng nhưng mà có lại xét nghiệm dương tính thì chúng ta sẽ có hai trường hợp. Một lúc mà chúng ta chẩn đoán trẻ, đó là trẻ nhiễm rubella
được cho gọi là nhiễm rubella, hoặc là chẩn đoán đó là hồi chứng rubella bẩm sinh có biểu hiện buồn, được chưa? Có nghĩa là ban đầu lâm sàng âm tính, xét nghiệm dương tính thì có thể một là trẻ bị nhiễm đơn thuần mà thôi, hai là trẻ bị bệnh hồi chứng rubella bẩm sinh nhưng mà hồi chứng này có biểu hiện buồn như lúc nãy họ nói, được chưa? Rồi vậy một trong những slide quan trọng nhất của bài này là slide này. Vậy phương trình này đúng hay sai? Thật công này đúng hay sai? Thôi, anh chị trả lời là sai. Có ai comment được không? Thôi chính xác luôn. Chính xác luôn, có nghĩa là thật sự mà nói vấn đề hủy thai không phải trường hợp nào có thai mà bị rubella cũng phải hủy thai hết á. Vấn đề quan trọng nhất có nghĩa là căn cứ quan trọng nhất để chúng ta tư vấn cho người sản phụ ra họ sẽ giữ thai hay họ giữ thai hay họ bỏ hủy thai là được vào tuổi thai. Nên tuổi mà càng thấp thì nguy cơ bị hồi chứng rubella bẩm sinh càng nhiều, thậm chí là dưới 2-8 tuần á có thể lên đến 100%, nên thai càng nhỏ càng có nguy cơ. Và lúc này vấn đề dự thai hay hủy thai chúng ta phải có một bên là bác sĩ chuyên nghiệp, một bên là bác sĩ sản phụ khoa, một bên là bệnh nhân sản phụ và một bên là người chồng của sản phụ, được chưa? Nhìn chung khi điều trị thì cũng có vấn đề gì để điều trị được đấy, quan trọng nhất vẫn là dự phòng, đặc biệt là dự phòng cho đối tượng người phụ nữ có thai là quan trọng nhất. Và hiện tại vaccine, giả sử vaccine chỉ đơn thuần là vaccine rubella chúng ta chỉ cần tiêm một mũi thôi. Tuy nhiên giả sử mà vaccine 3 trong 1 hoặc 1 trong 1 chúng ta có thể nên tiêm 2 mũi, vì vaccine này có thêm thành phần đó là sợi nó quay bì, và sợi nó quay bì như chúng ta cần phải tiêm 2 mũi mà có khả năng bảo vệ. Đặc biệt là dành một trong những đối tượng mà như anh nói ngay từ đầu đó, chúng ta cân nhắc phải tiêm vaccine cho đầy đủ, đó là giả sử những phụ nữ mà có thai hoặc là dự định trong vòng 1 tháng tới sẽ có thai thì chúng ta không tiêm, được chưa? Còn những phụ nữ khác, có nghĩa những người không có thai hoặc những người sắp tới trong vòng 1 tháng cũng sẽ không có thai thì chúng ta có chỉ định tiêm. Tuy nhiên giả sử cái em sẽ xảy ra một trường hợp đó là một người phụ nữ mà họ có thai nhưng họ không biết mình có thai và họ lỡ đi tiêm, hoặc họ lỡ đi tiêm ngày hôm nay nhưng mà 3 tuần sau họ lỡ, cũng gọi là lỡ có thai luôn, tức là chưa đủ 1 tháng mà họ lại mới 3 tuần ấy mà họ lại lỡ có thai rồi, mặc dù bác sĩ đã nhận do là tiêm vaccine ngay sau là không được có thai trong vòng 1 tháng nghe, nhưng bệnh nhân lại lỡ có thai trong vòng 3 tuần thì lượng sự kiện của các em là sao? Lúc này là hủy thai không? Tất nhiên chắc chắn là phải ngưng tiêm mũi tiếp theo rồi, nhưng mà thực tế mà nói rubella chỉ cần 1 mũi thôi, chúng ta phải tiêm 2 mũi vì do vì nó tấm thành phần của nó có thêm sợi và quai bì nữa, nên chúng ta mới tiêm 2 mũi. Còn giả sử chúng ta để mục tiêu để dự phòng rubella chúng ta chỉ cần 1 mũi thôi là chúng ta ok rồi. Anh đang hỏi vấn đề anh ơi, anh rồi có bạn nói là không hủy thai, có bạn nói là không hủy thai dự thai rồi, chính xác luôn. Câu trả lời mà anh mong muốn cho đó là từ bạn Trần Thị Thanh Phong Cùng Thanh, đó là câu trả lời, đó là thật sự mà nói những bị nhiễm hoặc là nhiễm rubella bẩm sinh cho bào thai nguyên nhân do vaccine tỷ lệ cực kỳ thấp, nên chúng ta vẫn giữ thai và theo dõi sát sạc mà thôi, nên không có chỉ định chấm dứt thai kỳ trong trường hợp tiêm vaccine này, được chưa? Và đó là tất cả những nội dung mà đã trình bày đó từ giờ đi học. Thôi nhà nhà thôi, bất kỳ câu hỏi gì. À, nếu không có thì à rồi được rồi. Rồi, tại sao là cho mất 4 tuần để khuyến
để khuyến bệnh nhân không được có thai trong giai đoạn vì trong giai đoạn thai 4 tuần là giai đoạn dễ, giai đoạn lây truyền như đó là tuổi thai mà càng thấp, tuổi thai mà càng thấp thì nguy cơ lây truyền càng cao đúng chưa? Và thường thường dưới 8 tuần, dưới 8 tuần á thì nguy cơ có thể từ 90 đến 100%, đặc biệt là dưới 4 tuần thì nguy cơ gần như là 100%, là nguy cơ cao nhất, nên con số 4 tuần là con số được chọn. Biến chứng lâu dài của bệnh của trẻ mắc corona mắc phải là gì? Lâu dài của trẻ mắc rubella mắc phải hầu như không có biến chứng gì cả. Anh nói đó rồi, có nghĩa là bệnh này chỉ có một vấn đề thôi, đó là bào thai bị dị tật hay hay còn gọi là nhiễm rubella bẩm sinh, hoặc là trẻ sơ sinh bị dị tật hay còn gọi là hội chứng rubella bẩm sinh. Còn những đối tượng khác kể cả trẻ nhỏ mà mắc rubella mắc phải, tức là một đứa trẻ sơ sinh mà nó cũng phải lây truyền từ mẹ sang, mà nó chẳng qua là nó tiếp xúc với cộng đồng nó bị lây chẳng hạn, lúc này đứa trẻ sơ sinh được gọi là mắc bệnh rubella mắc phải, thì hầu như không có dị tật gì cả, không có biến chứng lâu dài gì cả. Bệnh rubella mắc phải thì hầu như không có biến chứng gì cả, bệnh cực kỳ nhẹ nhàng. Thôi nghe nói lập pháp pháp luật lập hạt đây, chúng ta nghĩ được chưa? Dạ thưa thầy, dạ thôi. Rồi, đáp án hy vọng gặp sớm gặp em trên lâm sàng ấy, vì lý thuyết của anh đã dạy hết không. Chào thầy ạ. Rồi, chào em.